Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 6. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 54, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 6. Hôm qua nhận được thư và bác triều toàn thi, cảm tạ khôn cùng. Trọng nghĩ Ấn Quang là một ông tăng phàm tục thô lậu ở đất Bắc,
đối với đạo pháp nhà Phật chọn chẳng đạt được gì, dầu có bằng nói thì đa phần là cuồng vọng. Chẳng bị trách tội là đã may mắn quá rồi. Nào kham khen người quá lố như thế, cảm thấy hổ thẹn cùng cực. Quan đề trước lắm tội lỗi, sanh ra liền mắc bệnh mắt. Trong suốt 6 tháng gào thét khóc lóc, trừ lúc ăn ngủ ra không lúc nào không khóc gào. May nhờ thiện căn đề trước còn được thấy mặt trời và kinh Phật, thật may mắn quá. Bạn chú giải của các hạ kích thước chữ quá nhỏ, nhất loạt chẳng dám xem. 1/20 như đã nói trong lá thư trước, là một phần này đem chia thành 10 phần. Trong phần tập ký chiếm đến 8-9 phần, lời chú giải chỉ chiếm 1-2 phần mà thôi. Chỉ lấy phần này xem đại lược, chứ hoàn toàn chưa đọc trọn một chương. Các hạ giữ tấm lòng khiêm hư như thế, nào phơi đời người quán mắt trình bày mỗi điều, ắt sẽ đúng đúng sai sai, không điều gì chính mình chẳng biết rõ. Hoàng cư sĩ biết lỗi mạnh mẽ sửa đổi, có thể là bậc tận tụy tu tập thực tiễn, là bậc anh hùng trong nho môn, làm kim than cho Phật Pháp. Kính vì Pháp môn và chúng sanh mà chúc mừng, Pháp vận sẽ thông suốt, đã có người chế ngự những kẻ lấn hiếp Phật giáo. Trong lá thư trước đã nói đến tấn đức lục rồi, tôi không nhàn rỗi, làm sao tìm thấy có điểm nào lầm lạc trong cuốn sách ấy cho được. Bác Triều Toàn Thi tuy tôi không đọc được, nhưng sẽ trân trọng cất giữ. Vì một là để làm kỷ niệm, hai là dùng để tra cứu. Maha Bát Nhã chỉ cho kinh Bát Nhã, được nói đến trong thời thứ tư của năm thời Đức Phật thuyết pháp. Nói chia chẻ ra thì có 8 bộ, nhưng 8 bộ ấy đều là các hội trong bộ Bát Nhã 600 quyển. Do vậy nói chung chỉ có kinh Đại Bát Nhã mà thôi. Hoa Nghiêm Hải Không, tức là kinh Hoa Nghiêm như biển cả, như hư không, nghĩa là một bộ kinh Hoa Nghiêm vượt trội các kinh, lý bao trùm các kinh, gồm vô lượng pháp môn, chỉ rõ nhất chân pháp giới, ví như biển cả chứa đựng khắp các dòng nước, dường như hư không mênh mông chứa đựng muôn hình tượng, vì thế gọi là hải không. Hơn nữa, những pháp được nói trong kinh Hoa Nghiêm chính là pháp để thành Phật ngay trong một đời này. Dù đã thành Phật, bất quá là đích thân chứng được tâm tánh vốn sẵn có mà thôi, chứ chọn chẳng đạt được pháp nào. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc, tức là Bồ Đề viên mãn, quy về chỗ không có gì để đạt được. Tâm kinh nói dĩ vô sở đắc cố Bồ Đề tác đỏ, đại đắc cứu cánh niết bàn, tức là do không có gì để đắc nên Bồ Tát bèn đắc niết bàn rốt ráo. Kinh Kim Cang nói diệt độ nhất thiết chúng sanh dĩ, thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả, tức là diệt độ hết thảy chúng sanh rồi, nhưng thật sự chẳng có chúng sanh nào được diệt độ. Đó gọi là không hữu chẳng lập, một đạo thanh tịnh, do vậy gọi là hải không. Tôi thấy biết thô lậu như thế, chẳng biết các hạ nghĩ sao. Mùng 9 tháng này Trung Hoa Thư Cục gửi đến 3 cuốn Linh Học Tùng Chí, tức là báo ra vào 3 kỳ 3, 4, 5. Do vậy bèn đọc đại khái, thấy tạp chí ấy dạy người sửa lỗi hướng lành, bàn cặn kẽ về sanh tử luân hồi, có lợi ích lớn lao cho kẻ không tin nhân quả và chấp trước tà vậy rằng không có 3 đời. Còn phần nói về Phật Pháp và Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Giáng Đàn chỉ dạy,
đều là do những linh quỷ hoàn toàn chẳng biết gì về Phật pháp giả danh. Trong số báo thứ tư, cõi trời gồm 24 thừa như trong Phật giáo, do linh quỷ mạo danh Văn Thù Bồ Tát dạy. Và thứ tự của 24 địa vị trong Phật giáo do linh quỷ mạo danh Phổ Hiền Bồ Tát giảng dạy đều là nói nhăng nói cùi. Còn kinh Phật Đảnh Hỗn Nguyên là do bọn linh quỷ ăn trộm ý nghĩa từ kinh Kim Cang Tâm Kinh ngụy tạo ra. Dẫu trong kinh ấy những lời lẽ phần nhiều trích từ kinh Phật thật sự, nhưng cũng chớ nên lưu truyền thọ trì vì tà chánh xen tạp, giống như bỏ chất độc vào món ăn ngon, chẳng dùng để đỡ đói được. Vô lượng độ sanh kinh càng là thứ nói năng mù quáng. Trộm sờ các hạ tính tâm chân thật thiết tha cũng xem kinh này giống như cao vương kinh, rồi vì đó sẽ tán dương lưu thông thì hoại loạn Phật pháp, khiến chúng sanh bị lầm lạc nghi ngờ, tội lỗi chẳng nông cạn đâu. Đã mạo nhận là chi kỷ của ông, nào dám chẳng trình bày đại lược lời lẽ của kẻ cắt cỏ đẳng củi để ngăn ngừa hậu hoạn, vì thiện tâm mà chuốc lấy ác quả hay sao? Các hạ đã ghi tên gia nhập làm hội viên hạng ba của họ, chỉ nên bảo họ chú trọng nêu tỏ những chuyện sửa ác hướng thiện và hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, kiên giết kiên dâm, giữ phần khiêm cung, ghiềm mình khiêm nhường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, vân vân. Vô thượng diệu đạo của Đức Như Lai há những đàn cơ thịnh linh tiên có thể tuyên dương diện thuyết được chăng? Giác minh diệu hạnh Bồ Tát, tướng quốc vương định cũ, đều do có kẻ cầu cơ mà giáng xuống dạy đạo, nhưng điều nghiêm ngặt răng cấm cầu cơ, hãy nên lấy đó làm khuôn thước. Lời luận định của ông Kỷ Văn Đạt về cầu cơ rất có đạo lý. Ông ta cho rằng đàn cơ giả nhiều thật ít, người thông đạt bậc sáng suốt hãy nên kính nhi viện chi, chớ nên chuyên dốc sức vào nơi ấy để rồi bị bọn tiểu quỷ tiểu thần mê hoặc. Như trong bài Tạp Toản thứ 9 của Linh Học Tùng Chí số thứ 3, ông Thạnh Thành thuật chuyện hồn người sống giáng cơ như sau. Cha ông ta một bữa nọ đốt bùa thỉnh tiên, cơ lấy chuyển mạnh mẽ, vẽ hai vòng tròn và một vạch đứng trên mâm cát suốt 2 tiếng đồng hồ, chứ không biết gì khác. Cha ông ta bảo những người hiện diện nơi đàn cầu cơ là do họ chẳng nghiêm túc khiến thần bị chọc giận. Mọi người sụp lại liên tiếp, cơ bút vẫn vẽ như cũ, mọi người đều sợ hãi. Chợt trong đám người nhà có người từ Đơn Gia Kiều trở về nói, phía dưới gầm cầu có một gã gánh phân nằm mê mệt bên đường, miệng lẩm bẩm rì rầm, tình trạng giống như bị bệnh ngặt nghèo, hãy mau đi cứu, sợ để lâu không kịp nữa. Cha ông ta liền đốc bùa tống tiễn thần tiên rồi đi ra xem, thì thấy gã gánh phân đã tỉnh, cho biết tôi nằm mộng thấy đến một chỗ nọ hương đèn sáng choang, mọi người hướng về phía tôi sụp lạy. Tôi không biết đáp ứng ra sao, bèn vẽ trên mâm 2 cái thùng với 1 cây đòn gánh của tôi để chỉ cho họ biết. Bọn họ càng sụp lạy nhiều hơn, kính cẩn nhiều hơn. Tôi chẳng biết làm thế nào, cứ vẽ đi lại cái hình tả nghề nghiệp của tôi mà thôi. Ông Thành tự nói, do vậy lòng thành tin tưởng vào chuyện cầu cơ ngày càng tăng hơn. Tôi nói lòng thành tin tưởng vào chuyện cầu cơ của ông Thạnh Thành là chỉ biết tiến mà không biết lùi. Ôi thỉnh tiên mà người gánh phân giáng đàn, vẽ đòn gánh thùng phân chẳng biết bao nhiêu lượt, nếu không có người từ cầu trở về, chắc đại chúng trong đàn cầu cơ ấy
sẽ nói cái hình vẽ đó có biết bao điều huyền diệu. Sợ rằng đấy là do tiên thánh chỉ dày, ý chỉ huyền áo. Chấp vào giữa sẽ quán thông tất cả, chấp vào đôi bên nhưng dùng cái ở giữa. Chắc chắn chẳng dám ức đoán rằng đây là thùng phân, đòn gánh. Đến khi gặp tiên nhân gánh phân nói tọt ra thì hình vẽ ấy chẳng đáng một đồng. Suốt nửa ngày miệt mài cầu khẩn gạ gánh phân, khổng ngăn hổ thẹn bàng hoàng. Vì thế cần biết rằng thật sự có chân tiên, nhưng kệ giả danh lại chẳng phải chỉ là gạ gánh phân mà thôi. Người trí do chuyện này mà ngộ. Quan tính nửa tháng sau sẽ đi qua chỗ khác, độ hơn một tháng sẽ trở về. Lúc về chắc sẽ đi vòng sang Thượng Hải, sẽ đến quyết cục gặp gỡ một phen để thưa hỏi, học lấy những điều lợi ích. Mong từ đây đừng gửi thư đến nữa, để khỏi bị lạc mất. Ngày 12 tháng 7 năm Dân Quốc thứ 7 1918, lá thư số 55, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 7. Cách biệt mấy tháng mong ngóng thật sâu, vừa nhận được thư gửi đến cùng với hai bản chú giải kinh, như gặp được pháp nhan, cảm kích hổ thẹn tột cùng. Quan do nghiệp chướng sâu nặng, mắt gần như mù từ lúc mới sanh, tuy thường luôn sám hối, nghiệp vẫn như cũ. Kính cận đem hai bài tựa cuốn Phổ Hiền Hành Pháp Kinh đọc một lượt, thấy lời tựa của Đại Tâm có thể nói là dùng cái tâm tự lập lập người, làm chuyện tự lợi lợi tha, giải trừ 10 điều nghi, nêu rõ 10 điều lợi ích. Đây đâu phải chỉ là bài tựa cho các bạn chú giải kinh của các hạ, mà chính là lời tựa chung cho những tác phẩm các bậc hoằng kinh xưa nay. Nào ngờ Trung Châu có vị vĩ nhân như thế, một chữ phẩm cuối cùng dường như không ổn thỏa lắm. Tuy không cố ý ngấm ngầm dùng trộm, nhưng đừng dùng theo cách này, sẽ mạo phạm hình thức của kinh, hãy nên đổi thành lời tựa chung. Lời bạc của ông Độn Căn xét về ý nghĩa thì hết sức đề cao, nhưng dựa theo tông, theo giáo, hai đằng đều chẳng hợp, nhưng cũng không có quan hệ lớn lao chi lắm, hãy bỏ mặc đấy. Trong lời tựa của các hạ, phần đầu dẫn lời của Diễn Tông, có thể nói là lời bằng luận chẳng thể gạt bỏ được. Cuối cùng dẫn câu nói của họ Hồ đủ thấy cái tâm hướng theo lẽ chánh. Sau này nhìn lại bây giờ cũng giống như bây giờ nhìn lại thợ trước. Giữ được cái tâm sợ thở mai sau thì chọn chẳng đến nỗi nghịch kinh, phản cổ, chuốc lấy tiếng chê cười trong tương lai. Phàm chú giải kinh Phật phải có con mắt riêng, chớ nên dùng cảnh giới phàm phu để suy lường cảnh giới vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của Đức Như Lai. Như các ông Kỷ Đại Khuê, Diệp Tích Phụng, vân vân. Do vì lẽ này mà Hoằng Pháp rốt cuộc biến thành bán pháp, khung ngăn tiếc núi vậy. Những điều khác do một lực chẳng thể khám nổi, nên điều chẳng dám đọc. Thêm nữa, những danh tướng Đại Thừa và Tiểu Thừa trong kinh giống nhau rất nhiều. Giải thích kinh Đại Thừa chớ nên dẫn những nghĩa trong kinh Tiểu Thừa để giảng giải. Như trong phần niệm thiên ở cuối Pháp Lục Niệm thì Tiểu Thừa niệm những vị trời ở dục giới, sắc giới, vân vân. Còn Đại Thừa thì niệm đệ nhất nghĩa thiên, đại niết bàn thiên. Nếu với kinh Đại Thừa mà dẫn nghĩa Tiểu Thừa để giải thích sẽ trở thành hoài loạn kinh tông, chớ nên không cẩn thận. Chỉ do một nghĩa này, những điều khác có thể suy ra được. Ngày 26 tháng 10 năm Dân Quốc thứ 7 1918, Quan Hiện đang đã thất, xin đừng gửi thư đến,
dẫu có chuyện cần phải bàn bạc cũng nên đợi tới tháng 3 năm sau. Nếu gửi thư đến trước tháng 3, nhất quyết chẳng vâng mình phúc đáp, xin hãy từ bi lượng thứ. Một pháp niệm Phật hãy nên lấy kinh luận Tịnh Độ làm chuẩn. Chúng sanh đời mạt nghiệp nặng, chướng sâu, tu quán theo quán kinh vẫn khó thể thành tựu. Do vậy, chư tổ của Liên Tông phần nhiều đều chuyên lấy trì danh làm pháp tu chủ yếu, vì trì danh dễ dàng, hễ niệm liên tục bèn vãng sanh. Phương pháp nhiếp tâm có nhiều thứ, chứ chẳng phải một, tùy theo căn khí của mỗi người mà áp dụng sẽ tự được lợi ích. Nếu xét tới pháp thiết yếu nhất, nói chung chẳng pháp nào hơn được tám chữ nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối của Đức Đại Thế Chí. Pháp môn niệm Phật tam muội của Đại Tâm tuy mỗi mặt đều có chỗ thấy biết thông suốt, nhưng chẳng thể dùng để dạy khắp mọi người, vì hạ căn chẳng thể tu được, còn thượng căn tuy có thể tu nhưng không bắt buộc phải dùng phương pháp này. Trong nhan đề của sách, chữ Phật viết nguệt ngoạc cổ quái, đủ thấy người ấy trong xử sự hàng ngày chưa thể chí thành khẩn thiết đối với Phật. Phàm những thói quen xấu như vậy hãy nên tận lực ngăn ngừa. Lưu Diễn Tông viết về 65 sức chẳng thể nghi bàn của kinh Pháp Hoa, có thể nói đã thâm nhập chỗ ưu viện sâu xa của Pháp Hoa, nhưng lại đem mỗi một điều so sánh với Tịnh Độ để luận định hơn kém, quả thật chẳng thấu hiểu pháp môn quyền thực của Đức Như Lai. Chỉ có thể lời lạc những căn tánh như các vị Nam Nhạc Thiên Thai trở lên, còn những ai thấp hơn đều bị thuyết ấy cắt đứt thiện căn vãng sanh Tây Phương. Sách ấy tuyệt đối chớ nên lưu thông. Nếu lưu thông tuy có thể làm cho con người tôn kính tin tưởng Pháp Hoa, nhưng lại khiến cho hết thảy những ai không hiểu rõ giáo lý quyền thật sẽ bởi đó mà miệt thị Tịnh Độ chẳng tu. Tịch quan Tịnh Độ chính là ở ngay nơi đây. Chỉ có một mình Đức Phật là có thể chứng trọn vẹn, bậc đẳng giác Bồ Tát vẫn là phần chứng, huống gì những người khác. Này đem sự thấy biết pháp chứng ngộ của bậc đăng địa, đăng trụ giao cho phàm phu đảm nhiệm, há có nên chăng? Trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với chư Phật rồi mà vẫn được Phổ Hiền Bồ Tát dạy cầu vãng sanh. Này đối với kẻ chọn đủ hoặc nghiệp lại dạy họ bỏ Di Đà Tịnh Độ để tu Sa Bà Tịnh Độ của Đức Bổn Sư, tấm lòng quả thật là rộng lớn to tát, nhưng cái hại ấy chẳng thể nói cho hết được. Phàm cõi an dưỡng nơi Sa Bà vốn là cõi thật báo tịch quan. Thật báo và tịch quan vốn là một cõi. Ước theo quả báo cảm được thì gọi là thật báo, ước theo lý được chứng thì gọi là tịch quan. Tịch quan không có tướng, thật báo đầy đủ những tướng trang nghiêm màu nhiệm chẳng thể nghĩ bàn, nhiều như số lượng vi trần trong Phật sát hải. Tuy vốn đủ trang nghiêm của các cõi nhiều như số vi trần, nhưng vốn là một pháp chẳng lập. Tuy một pháp chẳng lập nhưng lại đầy đủ trang nghiêm, như gương sáng trọn chẳng có một vật, nhưng hễ hồ đến hồ hiền, giống như thể của hư không. Tuy chẳng có các tướng nhưng chẳng trở ngại mặt trời chiếu rọi mây đùng. Cõi thật báo tịch quan Tịnh Độ ấy chỉ có những vị đã đạt đến địa vị sơ trụ trong viên giáo mới có thể thấy được. Trong cõi phàm thánh đồng cư độ nơi Tây Phương không có các nỗi khổ, chỉ hưởng những sự vui. Còn phàm thánh đồng cư độ trong cõi này, ba thứ hoặc nghiệp khổ nhóm lại như cái chỉ ba xấu ác, luân hồi xấu nẻo, chọn chẳng có thở nào xong. Do vậy, đem đối chiếu thật báo tịch quan cõi này
và phàm thánh đồng cư đồ để bàn luận, chính là trái nghịch ý chỉ của kinh, trao lầm pháp dược, than thở khôn ngần. Sau chặng đêm đối chiếu phàm thánh đồng cư đồ cõi này và phàm thánh đồng cư đồ của cõi kia để luận định, thì mới là lời nói khế lý khế cơ được tam thế chư Phật đều ấn kha vậy. Ấy là vì hiểu biết chưa tin tường mà đã muốn chê trách đường lối, nhằm tỏ vẻ đang trong thời cải cách cũng có bậc nương theo đại nguyện luân sửa đổi pháp môn thích hợp khắp ba căn của Như Lai, là chỗ quy tông kết huyệt cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm, sao cho nó được tốt lành hơn đấy chăng? Ấn quan không đạo không đức, tham vọng ít ỏi, học vẫn nhỏ nhoi, chẳng thể vì pháp môn ra sức một câu một chữ nào, nhưng muốn cho hết thầy hữu tình đều cùng sanh về Tây Phương, chẳng thể không mạo muội phàm đến bậc đại gia, dâng lên sự hiểu biết giống như hòn đá nơi núi khắc vậy. Nếu coi trọng pháp ắt sẽ tha thứ, nếu không dẫu bạo quan là tà kiến bán pháp cũng hoan hỷ nhận lãnh, không dám oán trách gì. Quan một lực suy kém, gần đây lại bị nhức đầu dữ dội, càng thêm suy kém hơn. Do chuyện có quan hệ đến pháp đạo nên chẳng thể không trình bày đại lược lòng ngu thành. Lá thư số 56, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 8. Kinh dịch chép: quân tử ở trong nhà thốt ra lời lành thì ngoài ngàn dặm còn đáp ứng, huống gì những kẻ ở gần ư? Thốt ra lời chẳng lành ngoài ngàn dặm còn chống đối, huống là những kẻ ở gần ư? Cư sĩ Diện Tông một lòng đấu đấu, cực lực đề cao sức chẳng thể nghĩ bàn của kinh Pháp Hoa, hiềm rằng chưa biết tường tận về nguyên do, nên viện dẫn kinh văn phân tích phán định sự hơn kém, chẳng những trái nghịch pháp môn phổ độ chúng sanh rốt ráo của tam thế chư Phật, mà còn trái nghịch quá đáng những ý nghĩa bổn tích khai hiển trong kinh ấy. Uổng phí cái tâm tốt đẹp để gây lầm lạc cho mình lẫn người. Trong thư trước tôi đã vâng mạng đáp lời, trình bày đại lược những nét đại khái, thưa là quyết chẳng thể lưu thông sách ấy. Hai ba bữa nay lại có mấy người bạn tại gia từng đọc sách ấy khôn ngăn đau đớn. Biết Ấn Quang lòng dạ thẳng tuột, ăn nói thẳng băng, sẽ dám trình bày khuyên can. Từ ngoài xa mấy ngàn dặm đều gửi thư và sách ấy bảo Ấn Quang hãy làm hòn đá mài để trần thuật lẽ lợi hại, chớ để cho sách ấy được lưu thông, hòng bỏ toàn danh dự cho ông lưu trong đời này, tránh khỏi quả báo trong vị lai. Khuyên thiện răng lỗi cho tròn hết tình nghĩa bè bạn trong pháp môn. Trộm nghĩ Ấn Quang người hèn đức mỏng, nói ra ai chịu nghe, một lần quấy nhiễu là đã quá đáng rồi, nào dám quấy nhiễu lần nữa. Tiếp đó nghĩ Ấn Quang đời trước bất hạnh, đến nỗi đời này sinh ra điền bị bệnh mắt, xuất gia hơn 30 năm, tuy thường siêng năng sám hối, do nghiệp chướng sâu đậm nên tâm chẳng nhập được đạo, mắt ngày càng quán lòa, đoán rằng chắc là do báo đời trước nói sai Phật Pháp, làm hại chánh nhãn của người khác nên chưa cảm quả báo này. Suy nghĩ đến đây lòng càng thêm nhức nhối, từ ta suy ra người thế khôn ngăn được, muốn cho ông lưu và hết thảy mọi người đời đời kiếp kiếp được nhục nhãn sáng ngời, đời đời kiếp kiếp được pháp nhãn thanh tịnh, thấu hiểu sâu xa ý Phật, chứng triệt để tự tâm, dựng dắt khắp các hàm thức cùng lên bờ giác, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ do quả báo chiêu cảm như Ấn Quang.
cũng nhờ vào công đức ấy mà Ấn Quang tiêu bớt nghiệp chướng này. Dẫu bị nói là chỉ trích bài xích trước tác của bậc thông suốt, sẽ vĩnh viễn đọa A Tỳ địa ngục, chịu khổ cả kiếp dài lâu, nhưng khiến cho hết thảy chúng sanh đều hưởng lợi ích, chỉ mình ta chịu khổ thì cũng là hạnh phúc lớn lao, được ban thưởng vô cùng không gì bằng. Xin hãy bảo ông Lưu đừng in thêm sách ấy nữa. Những sách đã in từ trước, trừ những sách đã bán ra ngoài, phàm những sách còn lưu giữ đều phó cho Bến Đinh hết. Đừng nói là làm như vậy sẽ uổng phí bao nhiêu đó tiền tài, khó thể làm theo được. Nên biết rằng người đời dùng tiền tài để làm các công đức, chọn chẳng chịu dùng tiền tài để chuộc tội lỗi. Lại có kẻ chẳng chịu làm công đức, rốt cuộc gặp phải trộm giặc, nước, lửa vẫn bị hư hao. Huống chi sách này có những điểm gây lầm lạc cho người khác thiêu đi, chính là công đức đấy. Nếu chẳng lượng thứ cho lòng ngu thành, vẫn lưu thông y như cũ, rất sợ rằng những người nhiệt tâm bảo vệ pháp đạo nhà Phật sẽ mạnh mẽ dấy lên, viết luận chê trách, in ra sách, đăng báo, lưu truyền khắp thần châu, thì danh dự lẫn lợi ích hai đằng đều bị hao tổn. Nếu xót thương lòng tôi ngu thành, thủ tiêu ngay sách ấy đi, ắt người ta sẽ nói ông Lưu rốt cuộc kiến địa cao minh, nên có thể thông suốt, thuận theo lời căn gián, chỉ tôn trọng lý. Tuy là mất mặt một lúc, nhưng quả thật chẳng phải là cố ý làm càn. Con người không phải là thánh hiền, ai không phạm lỗi, hệ có lỗi mà có thể sửa thì không gì tốt lành bằng. Từ đấy danh dự ngày càng cao, đức hạnh, danh vọng ngày càng thêm rạng rỡ. Tương lai ắt ở địa vị cao cả, nắm quyền cai trị nước nhà, hoằng dương pháp hóa, lợi lạc quần manh, lập công, lập đức, lập ngôn, tự giác, giác tha viên mãn, rạng rỡ tổ tông, nở mày nở mặt tổ tiên, phước lan đến hậu duệ, khiến cho ức vạn năm sau vĩnh viễn noi theo dấu thơm, thì may mắn nào bằng. Nếu không, bước thứ nhất sậy chân, khó thể gượng dậy, sự đã qua rồi, hối chẳng kịp nữa. Nếu chẳng coi quan là kẻ ăn trực ngoài hải đảo để gửi kiếp sống tàn, ngoài chuyện nghĩ đến cái ăn ra, trăm việc chẳng làm được một việc nào, chỉ vì không làm được gì nên cũng không mong cầu gì. Dẫu cho được tôn lên chín tầng trời cũng chẳng tăng thêm được chút nào, dẫu vùi xuống chín tầng đất cũng chẳng bị hao tổn chút nào. Vì sao vậy? Do không làm được gì nên không mong cầu, cho nên chẳng có chỗ nào để tăng thêm hay bị hao tổn. Dẫu có muốn tăng hay tổn chỉ thành uổng công. Chỉ vì như vậy nên mới dám lòng dạ thẳng băng, ăn nói thẳng thừng, bảo ban cùng bạn thiết trong pháp môn. Còn nghe hay không, mặc cho người ta tự liều, chỉ tận hết lòng chung của tôi để thứ bày tấm lòng mà thôi. Ngày mùng 1 tháng 11 năm Dân Quốc thứ 6 1917. Lá thư số 57. Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo. Thư thứ 9. Quan túc nghiệp rất sâu, có mắt như mù, thường chuyên chú sám hối để tiêu trừ, nhưng nghiệp vẫn như cũ. Có lẽ vì nhiều kiếp đến nay từng dựa vào ý kiến của chính mình để dạng sai Phật pháp, làm hư pháp nhãn của người khác, gây lầm lạc cho chánh trí của người ta mà ra. Vì thế trong đời này chẳng dám vì tình cảm xấu tốt đối với người khác mà thốt lời bàn luận. Thà để cho người ta chán ghét chửi bới, chọn chẳng dám dò tìm những điều người khác ưa thích
để khen ngợi hồng từ xiểm nịnh, xiểm nịnh người. Từ mùa hạ năm ngoái đến nay, trao đổi thư từ với các hạ đến gần 10,000 chữ. Lòng Ngô Thành khăng khăng ấy, ắt các hạ đã thấy tận gan ruột rồi. Ngày 24 tháng này, cung kính nhận được cuốn Phật Học Trị Nam do các hạ ban cho, liền mở ra đọc đại khái. Thấy những điều được dẫn giải trong phần thượng biên là các ngôn luận, sự tích nhân quả do các vị danh sĩ ghi chép, thật đáng chấn động kẻ điếc, làm sáng mắt người mù, khơi gợi, dẫn dắt cho người đời. Dẫu có vài chỗ chẳng thích đáng lắm, nhưng xét về đại thể, sách ấy có ít tì vết nhỏ nhặt nào có hại gì. Nếu phê bình từng điều một thì sự lợi ích càng rộng lớn lắm. Hãy nên cho đăng từng phần trên Thời Sự Tân Báo để làm cho tai mắt người đời được lãnh hội điều mới mẻ, hồng thỏa thích hoằng nguyện của các hạ. Phần hạ biên xét về đại thể cố nhiên là tốt đẹp, nhưng phần luận về 10 tông của cụ Dương Nhân Sơn, phần giới thiệu đại lược về Đại Tạng của ông Lê Đoan Phủ đã từng đăng trong Phật Học Tùng Báo rồi. Nguyên bản sách Tam Quốc Phật Giáo Lược Sử vốn rất sơ sài đại lược, nay ông lại rút gọn hơn nữa thì càng bị sơ lược lắm. Những điều khác đều giống như thế, cho đăng hay không đều được cả. Trong những bài ấy không phải là không có những tì vết nhỏ nhặt, nhưng do chẳng quan hệ khẩn yếu, cũng như do quan một lực không đủ nên chẳng nêu ra. Trong các tác phẩm do các hạ biên soạn, chỉ có tác phẩm này là lợi ích rộng lớn nhất. Vì người căn cơ trung hạ ắt phải do nhân quả báo ứng mà nhập đạo thì mới có lợi ích thật sự. Nếu không chỉ là ăn nói chân chu ngoài miệng, chẳng biết giữ lòng cung kính cẩn thận để mong đích thân thật sự chứng được. Những kẻ cuồng huệ trong cõi đời đều do lúc ban đầu chẳng uống thuốc nhân quả báo ứng này, nên đối với lời nói trực chỉ nhân tâm đương thể tức thị của Phật của Tổ, ngược ngào hiểu lầm thành mặc tình tùy nghiệp, lấy đó làm căn cứ để chọn chẳng kiên dè, ác không cần đoạn, thiện chẳng cần tu. Dùng phàm tình để suy lường thánh trí, biến đề hồ trở thành tỳ xương, chẳng đáng buồn ư? Sách này được xuất hiện, ắt sẽ có kẻ ôm lòng run sợ, bồi hồi bất an. Từ đấy chú trọng đạt được lợi ích thật sự, chú trọng xa lìa mối họa thật sự. Từ một người cho đến nhiều người, từ một đời cho đến nhiều đời, được pháp lợi tắm gọi Phật ân, vượt biển khổ lên bờ giác, liên tục chẳng tận. Kính cẩn dùng điều này để chúc mừng các hạ. Khi xem tới phần thư mục ở cuối cùng, vẫn thấy nêu tên cuốn Pháp Hoa Kinh Lực của ông Lưu Nhân Hàng, tức là Diễn Tông. Mùa đông năm ngoái, các hạ đã chống lòng xin chỉ chỗ sai, tôi đã trình bày lý do chẳng thể lưu thông sách ấy. Về sau, do bạn bè từ xa gửi thư đến, bảo quan hãy thẳng thừng bày tỏ lời pháp gián, tức là lời can ngăn về mặt pháp. Quan lại thiết tha trình bày những điểm sai lầm của sách ấy và chỉ rõ lưu thông sách ấy sẽ bị người khác bài xích. Nếu Diện Tông cố chấp không nghe, sao các hạ vẫn lưu thông dùm cho ông ta vậy? Ấn Quang và Diễn Tông tròn chưa hề gặp mặt nhau, chưa nói với nhau một lời nào. Hai lá thư lần trước đa phần là tính kế cho ông Nhân Hàng, và một phần ít là tính kế cho các hạ. Nay thì chuyên vì các hạ tính kế. Các hạ thông hiểu Phật pháp sâu xa, há chẳng biết tự làm
dạy người khác làm, thấy, nghe người khác làm bèn vui theo, đều cùng chịu một quả báo do nghiệp thiện hoặc ác hay sao? Nhân hàng là tự làm, các hạ thấy ông ta lưu thông, chính là đủ cả những chuyện tự làm, dạy người khác làm, thấy nghe người khác làm bèn vui theo. Huống chi quan hai lượt gửi thư tỏ bày lẽ lợi hại mà các hạ vẫn lưu thông ư? Chắc ý các hạ cho rằng những lời lẽ trong lá thư thứ hai vẫn là do quan nói thác ra, chứ thật sự chẳng có ai gửi thư bảo quan can gián. Ông đâu biết đối với chuyện này quan phải tốn khá nhiều công đắn đo, do bọn họ bốn quan dựa theo từng điều lập luận của Lưu Diện Tông để quở trách, rồi cho ấn tống rộng rãi những lời phê phán ấy, để mong sao ai nấy đều cùng biết chẳng bị mắc hại. Quan cho rằng do tập khí văn nhân thường mắc phải thói tệ, tâm vẫn chưa còn hiểu rõ đã muốn nêu tỏ, ta nên khuyên ông ta thiêu hủy sách, vĩnh viễn chặn lưu thông là được rồi. Đâu cần phải nói nhiều, gây lắm phiền nhiễu, làm chuyện tốn kém tiền tài. Do vậy bèn đem lá thư thứ nhất và lá thư thứ hai cùng gửi đi, lại còn dặn đừng đưa thư quan cho người khác xem. Ông ta gửi thư trả lời, nói quan muốn thủ tiêu một cách vô hình, đôi bên ai nấy đều được lợi ích, đọc xong khiến cho người ta ứa lệ. Nào ngờ năm nay các hạ vẫn ký tên lưu thông, thì ra lá thư các hạ trả lời ấn quan chính là mưu mẹo để dụ cho đứa bé nín khóc, chứ không phải là lời lẽ thể hiện sự vui mừng kính phục từ trong tâm. Ấn quan yêu mến các hạ còn hơn các hạ yêu mến quan, vì thế lại khóc oa oa. Nếu các hạ chịu rủ lòng thương, bất luận nhân hàng nói trước tác của chính mình cao sâu đến đâu, các hạ sẽ bảo ông ta, ông muốn lưu thông thì hãy tự lưu thông, dẫu dùng oai phước để bức bách, tôi cũng chẳng chịu thay ông lưu thông, quan sẽ hết khóc liền. Nếu không, ấn quan chỉ tự oán mình đời trước khẩu nghiệp quá sâu, đến nỗi đời này lời nói chẳng được ai tin. Mười pháp giới mặc người tự tạo, nào có liên can gì đến ta? Tuy tâm thật sự chưa thể thỏa thích vui sướng, nhưng cũng chẳng khóc nữa. Vì sao? Vì vô ích cho người khác, gây tổn hại cho mình, sao bằng thôi đi. Lẽ đâu bắt chước chim cuốc, tức là đổ nguyên gào xuống vô dụng. Các hạ phát hoằng thề nguyện muốn lợi khắp hết thảy chúng sanh, nhưng lại cực lực lưu thông sách có hại cho huệ mạng của chúng sanh, là vì pháp nhãn chưa thể thấy thấu triệt điều tệ ấy hay chăng? Hay là vì tình cảm mà a dua điều người khác ưa thích đó chăng? Quan chẳng thế nào biết được. Nếu vẫn cứ tiếp tục lưu thông sách ấy thì quan chẳng dám hướng về các hạ mở miệng nữa đâu. Tháng 8 năm ngoái, tiên sinh Trương Văn Lôi gửi thư đến, quan gửi thư trả lời, nói đại lược thế đạo nhân tâm ngày càng đi xuống. Ông chịu trách nhiệm chính ở tờ báo đối với những ngôn luận kiên giết phóng sanh vân vân, và những sự tích nhân quả báo ứng vân vân, mỗi ngày hãy nên đăng tải một hai điều khiến cho người đọc thấy được tấm gương rành rành, giữ lòng răng dè cẩn thận, dần dần được dồi mài, dần dần được tiêm nhiễm, ngày càng hướng về nơi bậc thánh bậc hiền mà chẳng tự biết. Ông ta gửi thư trả lời cho biết sẽ dành riêng một cột báo chuyên đăng tải những ngôn luận nhà Phật. Quan đã cố nhiên chẳng trình bày nguyên do. Ông ta cùng với Diệp Bá Cao, Ưng Quý Trung, vân vân, mười mấy người bằng định chương trình cho đăng tải hàng ngày. Họ cử ông
Diệp Bá Cao chịu trách nhiệm duyệt bài, đọc rồi mới được đăng báo. Đến tháng chạp họ đăng thông cáo về việc ấy mới biết đến biện pháp đó. Kế đó Châu Mạnh Do nhiều lượt gửi thư bảo quan viết luận. Thoạt đầu quan cực lực từ chối, tiếp đó bất đắc dĩ phải ưng thuận. Chỉ sao chép lại bao nhiêu đó bài văn hữu bài của chính mình gửi đi. Nghe nói những bài được đăng tải trong tháng Giêng đều là những văn từ hữu bài của quan. Cũng có những bài không do quan gửi mà là thư của quan gửi cho người khác, người ta tự gửi đến tòa báo. Quan xin những đồ ăn thừa, giữ được những thứ cơm thừa, canh cặn ấy, những vị danh nhân ấy nhận lấy, đem dâng lên tai mắt của mọi người. Khôn ngăn hổ thẹn đến chết người, nhưng cũng chẳng biết làm sao được, chỉ đành để mặc mà thôi. Viết ra những điều này để chuốc lấy một tiếng cười vậy. Ngày 25 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 7 1918. Lá thư số 58, thư gửi cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 10. Đã lâu chưa nhận được thư, khôn ngăn mong tưởng. Từ đầu xuân đến nay, chắc là đứng ngồi đều hưởng phước, các duyên như ý, xin chúc mừng. Bộ văn sao hữu bài của quan đã được xuất bản. Vào mùa đông năm ngoái, quan đã báo cho ông Vân Lôi nhờ thương vụ ấn thư quán lúc sách được in ra. Hãy gói 12 bọc, tổng cộng là 60 bộ, báo tin cho người làm của các hạ đến nhận. 65 bộ kia gửi hết về cho quan. Ông ta cùng quan tính toán, mỗi cuốn sách được tính giá bớt đi 30%, thì với 50 đồng sẽ thính được 125 bộ sách. Nhưng thư cục non gan sợ sách không bán được sẽ cục vốn, chỉ in ra 2.000 bộ. Đến khi sách được in ra, người thỉnh quá nhiều. Đối với số sách do quan yêu cầu, dù thúc giục họ cũng không giao. Vân Lôi nhiều lần thúc giục họ vẫn không giao. Chắc là họ giữ lại để bán ra theo giá thật sự trên thị trường, để đến khi tái bản mới giao sách. Chắc là 60 bộ của các hạ e rằng họ cũng chưa giao. Tiếp đó nhận được thư, khôn ngăn cảm kích hổ thẹn, vì trong cuốn Phật học tiệp kính, tức là đường tắt trong Phật học, đã đem những lời lẽ hữu bài của quan xếp chung với ngôn luận của các vị đại tổ sư, các vị đại cư sĩ, càng thêm xấu hổ không chỗ dung thân. Quan là một kẻ vô tri vô thức, đối với Phật học trọng chẳng hiểu biết gì. Tuy đối với một pháp tịnh độ tin tưởng sâu xa, nhưng nghiệp sâu huệ càng, làm sao nêu tỏ cho được. Dẫu có một hai kẻ thấy Phật kính tăng hỏi đến, thì cũng chỉ là lấy những thứ cơm thừa canh cặn để chính mình tự nương cậy, tự giữ mạng sống, hay là những pháp gom cỏ nhóm lá để đáp lời hòng khỏi bị quở trách. Nào đáng được xếp chung với các ngôn luận của những vị đại tổ sư, các vị đại cư sĩ. Trong bài Kiệt Thành Phương Hoạch Thật Ích Luận, tức là bài luận về càng hết lòng thành mới đạt được lợi ích thật sự, tôi vốn muốn sưu tập rộng rãi những câu chuyện chứng minh cho vấn đề phước hay tội, vì kính trọng hay khinh nhường, để làm khuôn phép răn nhắc lớn lao cho con người hiện thời. Nhưng vì mục lực không đủ nên chỉ sao chép được một hai câu chuyện mà thôi. Sách An Sĩ Toàn Thư trong Thế Đế bao gồm Phật Pháp. Do vậy tiên sinh Nhân Sơn cũng đưa tên sách ấy vào trong cuốn Đại Tạng Tập Yếu.
Các hạ soạn mục nói về sách ấy trong bộ Phật học Đại Từ Điển sẽ có lợi ích lớn lao. Năm ngoái, An Sĩ Toàn Thư đã được khắc in lại ở Vân Nam. Ước chừng đến cuối năm sẽ xong, vẫn còn chưa gửi đến. Những văn từ hữu bài khủ quan cũng được ghép vào trong ấy. Tuy văn từ hèn vùng, nhưng cũng có thể dùng làm hướng dẫn vụng về cho kẻ sơ cơ. Huệ Mạng Kinh chính là sách của bọn ngoại đạo chuyên dùng Phật Pháp để chứng minh cách luyện đan, lại ngực ngào lắm phen hủy bán Phật Pháp. Các hạ là bậc cao minh, lại còn cực lực hoằng dương Phật Pháp, sao lại đem sách ấy xếp vào Phật Điển, tức là những kinh sách nhà Phật? Chẳng những gây hiểu lầm cho độc giả, lại còn ảnh hưởng lớn lao đến tiếng tâm nghiên cứu Phật học của các hạ. Người sáng mắt đọc đến ắt sẽ cho rằng các hạ tà chánh không phân, vẫn theo đuổi chuyện luyện đan. Hơn nữa, nếu chỉ nói đến chuyện luyện đan thì cũng không gây hại lớn lao chi lắm, nhưng sách ấy vẫn toàn kinh Phật lề tổ để làm chứng cho phép luyện đan, biến chánh thành tà, khiến cho con người không phân biệt được. Nếu có chỗ nào không thích hợp, ngoài đạo liền sửa đổi câu chữ, như câu duy hữu nhất thừa pháp, dư nhị tắc phi chân, có nghĩa là chỉ có pháp nhất thừa, hai pháp kia chẳng thật. Trong kinh Pháp Hoa, chúng liền giảng là huệ mạng song tu. Lại còn vẽ hình thận tạng, viết hai bên, một bên thuộc huệ, một bên thuộc mạng, cho rằng huệ mạng song tu thì mới có thể thành đạo. Dẫn đoạn văn ấy từ kinh Pháp Hoa để làm chứng cứ, nhưng sửa chữ dư thành chữ trừ, thành ra duy hữu nhất thừa pháp, trừ nhị tắc phi chân. Bảo rằng ngoại trừ huệ mạng song tu ra thì không có gì là thật hết. Phàm những tông, thiền, giáo, luật, tình, mật và lục độ vạn hành vân vân được nói trong kinh Phật, không gì chẳng bị chúng đả phá, bài xích. Cuốn sách ấy đều do những kẻ hiền kém vô chi tự ấn tống, lưu hành riêng tư, tự truyền thọ riêng tư. Bậc chánh nhân quân tử trông thấy đem đúc đi còn không kịp. Nào ngờ các hạ lại đưa sách ấy vào trong từ điển, tai hại không thể kể xiết. Mong rằng những bản đã in ra hiện nay, hoặc dùng mực bôi đen đi, hoặc dùng dao rạch bỏ trang giấy đã in từ ngữ ấy, để người đọc chẳng bị lầm lạc, cũng như bảo toàn được kiến địa của chính mình. Trong lần in sau này, hãy để bỏ một nói về sách ấy khỏi ván in, thì một nồi canh thơm ngon chẳng bị phân chuột làm ô uế. Lúc quan mới xuất gia từng thấy sách ấy, tới Bắc Kinh cũng nghe nói có hàng người như vậy. Xuống phương Nam tuy chưa thấy, nhưng tại Hàng Châu kinh phường hiện đang lưu thông. Những người lưu thông kinh Phật ấy chính là những kẻ được Đức Phật gọi là hàng người đáng thương xót. Nhưng hàng người có thế lực chặn ra sức ngăn cấm, thì người sẵn có tính tâm sẽ nhập tà pháp, rồi từ đấy chỗ nào cũng đều có. Thẹn mang tiếng chi tâm, nên nói thẳng không giấu giếm, mong hãy rủ lòng tha thứ. Ngày 25 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 7 1918, Pháp sư Ngọc Phong tuy hành trì tốt đẹp, nhưng kiến giải về mặt lý nhiều chỗ thiên vị. Tu theo những điều được nói trong các chức thuật của sư thì cũng được vãng sanh, nhưng những lời thiên chấp chưa khỏi gây trở ngại lớn lao. Ngay như cuốn Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết của sư, về ý thì
thì cũng không có chỗ nào chẳng tốt đẹp. Nhưng dùng từ ngữ lập luận thật mâu thuẫn với những bậc cổ đức, chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu nhất tâm, là đã trái nghịch lầm lạc với toàn thể. Kinh dạy người ta nhất tâm, sư lại dạy người ta chẳng cầu, chẳng trừ vọng tưởng mà có thể đạt được nhất tâm hay sao? Chọn lấy pháp bậc thường chỉ đạt được bậc chung. Hả có nên vì chẳng thể đạt được mà chẳng giữ lấy pháp ấy hay sao? Nếu do chẳng đạt được mà dạy người khác chẳng giữ lấy pháp ấy, thì chính là dạy người khác học theo pháp bậc hà vậy? Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối. Sư cực lực dạy người khác tán tâm niệm, chẳng tán dương nhiếp tâm niệm. Niệm Phật tuy hết thảy vô ngại, nhưng muốn đích thân chứng được tam muội thì cố nhiên giữ cho tâm tịnh vẫn tốt hơn. Nếu chẳng thể tịnh thì cũng không trở ngại gì, đấy chính là ngay trong nơi động mà tịnh. Sư một mực coi tịnh là tà, cho rằng cố giữ cho tâm tịnh là trái nghịch rất lớn ý chỉ chấp trì danh hiệu nhớ Phật, niệm Phật. Lời ấy không thể nào diễn tả được. Hơn nữa, một pháp niệm Phật bao gồm trọn vẹn hết thảy pháp môn trong một đời giáo hóa của Đức Phật, mà một chữ tịnh vẫn bị đặt ra bên ngoài, thì há có đáng gọi là vị chân thiện tri thức trong Tịnh Độ Tông hay chăng? Mong lần sau tái bản, hãy gạt bỏ một viết về sách Tứ Đại Yếu Quyết. Ngõ hầu kẻ sơ cơ, chẳng đến nỗi mắc bệnh, mà người thông suốt cũng không do đâu mà chê cười được. Hoằng pháp lợi sanh thật chẳng phải là chuyện dễ dàng, hễ hơi thiên chấp bao mối tệ chen chúc nảy sanh, chẳng thể không cẩn thận. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 6. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,